Kính thưa quý vị, sau đây là một số bản tin nóng của bản tin ngày hôm nay. Tôi đến từ tin nóng Cà phê 24 giờ. Bắt tạm giam ông Trần Hùng, tổ trưởng 1444, Tổng cục Quản lý thị trường. Khai trừ đảng nhiều nguyên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Sử giám đốc xưng tao là VTV tự ký giấy cho mình ra đường không đúng quy định. Thưa quý vị, đây là tin nóng đầu tiên. Bắt tạm giam ông Trần Hùng, tổ trưởng 144, Tổng cục Quản lý thị trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định ông Trần Hùng, kiểm soát viên chính, nguyên tổ trưởng tổ 304, nay là tổ trưởng 1444, Tổng quản lý thị trường, Bộ Công thương liên quan đến vụ án sách giáo khoa giả. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, Bộ Công an đang điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và môi giới hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần In Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát, đội quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan. Căn cứ tài liệu chứng minh thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 17 tháng 8, C03 đã đưa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự môi giới hối lộ, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam đối với ông Trần Hùng, kiểm soát viên chính, nguyên tổ trưởng tổ 304, nay là tổ trưởng 1444, Tổng cục Quản lý thị trường, Tổ Công thương về lợi dụng chức quyền trong thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự và ông Nguyễn Duy Hải về tội môi giới hối lộ quy định tại điều 365 tại Bộ hình sự. Liên quan đến vụ án này, trước đó C03 đã quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bắt tạm giam đối với Lê Việt Phương, nguyên phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 17, nay là đội trưởng đội quản lý thị trường số 14, Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, nguyên kiểm soát đội quản lý thị trường số 17, nay là quản lý thị trường số 14, Tổng cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội. Các bị can này có liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giáo khoa giả tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Phú Hưng Phát và các đơn vị có liên quan. C03 đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam bắt 7 bị can để điều tra về tội danh sản xuất buôn bán hàng giả. Trong số này có Cao Thị Minh Thuận, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Phú Hưng Phát, Hoàng Mạnh Chiến, giám đốc Công ty In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội. Như đưa tin, trong các ngày 18 đến ngày 22 tháng 6, C03 phối hợp với Cục An ninh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đều thuộc Bộ Công an và nhà sản xuất giáo dục bắt quả tang đối tượng tham gia in ấn, gia công, tiêu thụ sách giả tại các xưởng in gia công sách của các doanh nghiệp nêu trên, khám xét khẩn cấp 50 địa điểm của đường dây sản xuất và tiêu thụ các loại sách giáo khoa giả trên thị trường địa bàn tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa. Các cơ quan chức năng tạm giữ điều tra vật chứng, trong đó có hơn 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả các loại mạo danh của nhà xuất bản giáo dục. Theo đánh giá, đây là một đường dây sản xuất tiêu thụ sách giáo khoa giả với số lượng lớn nhất cả nước từ trước tới nay. Khai trừ đảng viên, nhiều nguyên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội. Ban Bí thư quyết định khai trừ khỏi đảng hai đối tượng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài, Trần Vĩnh Tuyết, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Tứ, nguyên giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Trần Trọng Tuấn. Theo thông tin từ Văn phòng Trung ương Đảng ngày 17 tháng 8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 và một số cá nhân nguyên cán bộ lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, người đứng đầu lạm quyền, lộng quyền. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nghe đại diện tổ chức đảng trình bày, Ban Bí thư nhận thấy Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng, cụ thể là chậm sửa đổi, ban hành quy chế làm việc có nội dung trái với quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về trách nhiệm quyền hạn của người đứng đầu, dẫn đến những người đứng đầu lạm quyền, lộng quyền, can thiệp trái phép pháp luật vào hoạt động của cơ quan, đơn vị có liên quan đấu thầu, tạo điều kiện cho công ty của người nhà, người thân hưởng lợi trái quy định, vi phạm quy chế làm việc của Thành ủy, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy. Bên cạnh đó, Ban Thường ủy cũng cho rằng Ban cán sự Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố và một số sở ngành cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, nhiều tổ chức cán bộ, đảng viên bị kỷ luật hành chính với nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hành sự. Thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng, theo Ban Bí thư, vi phạm của các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước và bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ,
chính quyền thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và cá nhân gây bức xúc trong xã hội phải được xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng. Từ đó, Ban Bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Thành Tài, Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn, giám đốc xưng to là VTV, tự ký giấy cho mình ra đường không đúng quy định liên quan đến vụ ông Nguyễn Đức, 38 tuổi, tạm trú khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, say xỉn vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19, còn xưng to là VTV, tiến sĩ, rồi lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Tối ngày 17 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Đặng Xá cho biết địa phương vừa báo cáo đề xuất Công an Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm xử lý người này hàng loạt lỗi. Cụ thể, Công an Ủy ban Nhân dân xã Đặng Xá có đề xuất báo cáo cấp trên xử lý ông Đức về lỗi không đeo khẩu trang ra ngoài trong trường hợp không cần thiết, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, gây rối trật tự công cộng, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Đặng Xá cho biết ông Đức tự ký giấy đi đường, lịch làm việc của mình sai quy định. Ông Đức tự ký giấy đi đường ra ngoài trong những trường hợp đi làm từ nhà đến công ty kèm theo lịch làm việc thể hiện do công việc đặc thù marketing của công ty nên thời hạn làm việc từ 6 giờ đến 24 giờ. Việc cấp giấy đi đường như vậy là không đúng quy định, marketing không phải là dịch vụ hay hàng hóa thiết yếu. Ông ấy tự ký, tự cấp cho mình, vị lãnh đạo cho hay. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đặng Xá, địa phương này đang chờ Công an huyện Gia Lâm có xử lý hình sự hay không để có các bước xử lý các lỗi vi phạm của ông Đức theo thẩm quyền.